quay đi qua đi, quay phim vòng vòng ra đây. Tại sao Quỳnh Anh, Quỳnh Anh ơi, Quỳnh Anh nào. Quỳnh Anh cho Quỳnh Anh, Quỳnh Anh. Chụp cái. Quay quay không phải phút quay. Kiên kiên kiên. Cho nó đâu cười cái gì vậy? Ghê 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 nó hoái rồi quay tới giờ. Viết ra chị hai đi, viết ra chị hai đi. Người con ăn nước để rồi tắt rồi nè. Cám nó đéo quay không? Chị cha cho Quỳnh Anh nó làm nước nó đi ngay, chị bấm nước rồi ta. Lại chừng em nha, cái cây này là cái cây chúng em đi đòn á. Đừng ôm em nhỏ xíu mi. Nè, hai ba đây lấy cục chồng cục trình không nè. Trời ơi, kia ngơi kìa. Sao chịu ăn, nằm xuống tôi khám gần rồi. Đúng rồi. Thằng chiếu nó phải chịu ăn không chưa? Ăn uống sữa không chưa? Chuyên gia ở vòng này thể hiện một phong cách nhảy đường phố táo bạo và luôn đầy thử thách. Họ được nhận xét là đã thể hiện một vũ đạo biết nói. Blockbuster đột phá với những động tác kỹ thuật đẹp mắt và đầy tính đồng đội. Các khiến cho khán giả giạt rào cảm xúc không thể rời mắt khỏi sân khấu. Đây là mai đúng nhận xét. À kìa hả kìa. Nhìn cái căn ở trong thì nó tươi nè. Này 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 quay cho nó nghe kẹo nghe quay. Chưa răng chưa mọc lên nè. Nào răng dày răng dớ rồi làm nó ớt vậy ta. Thấy bàn tay thấy trắng tươi luôn, không rõ gì cho không thấy móng luôn á. Vậy vô đây nhìn thấy trắng tươi nè ha. Ở ngoài đang thường lùi vô nhìn nè. Rồi đi lấy giùm cái điện đốt cái chân nó sao đó. Mặc dù là người có nhiều bằng tiền nhưng mà à cái lại cho cái ga không, để làm kiếm ga mới lấy ga chứ để đâu không hoài. Không còn trẻ con như là lấy nó đi. Trong vũ điệu xanh, Dynamite cũng là một nhóm nhảy nhất hồn ban giám khảo bởi phong cách nhảy tươi vui, luôn tràn đầy sinh lực. Và nhóm bật mí, một trong những bí quyết của họ chính là sự có mặt của những thành viên nữ đầy mới nhất tại đây. Mấy chị trong nhóm em rất là vui và nhiệt tình. Họ có nghĩa là con gái đó, ông nó tất cả mọi thứ. Ngày đầu tiên tập xong em chỉ muốn nằm nhà thôi, không đi tập nữa thì mệt quá. Người thì mệt tinh thần của em lên rất nhiều. Phải phải. Nội đi rồi.
cách sáng tạo với đạo cụ. Điều họ cần làm nhất lúc này là cố gắng hết mình, bởi sẽ có một vòng thi mà ban giám khảo bắt buộc phải loại hai nhóm nhảy. Khi em sử dụng đạo cụ như thế, chị cho rằng không sử dụng đạo cụ. Mũ là người ta sử dụng rất nhiều, mà cá nhân anh thì quan trọng trang điểm, đây là trang phục, không phải là đạo cụ. Em nói thật là em sẽ lấy chứ không phải đạo cụ. Rất là dở. Với những nhận xét nghiêm khắc như vậy thì việc ban giám khảo gọi tên hai nhóm nhảy phải rời khỏi cuộc thi có xảy ra ở vòng tiếp theo hay không? Hãy đón xem Vũ Điệu Xanh vòng thi đạo cụ thứ bảy này, 28 tháng 5 năm 2014 trên VTV6. Bài xếp hạng tuần thứ hai dành cho nhóm người miền Bắc không có sự thay đổi, ai vị trí dẫn đầu, Minh Phương và Chu Đà.